Từ ngày 1 tháng 6 tới đây, trên tất cả các tuyến đường phố của thành phố Bắc Giang sẽ không được treo băng rôn tuyên truyền quảng bá. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các phòng ban ngành của thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thực hiện việc không treo băng rôn vượt đường. Thay vào đó, các địa phương đơn vị có nội dung tuyên truyền trên đường phố thực hiện bằng hình thức dựng, treo các pano có khung, các băng rôn ngang, vướn thả tại vỉa hè ở một số tuyến đường có điểm treo phù hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cũng chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các phòng ban ngành của thành phố không thỏa thuận điểm treo băng rôn vượt đường, hướng dẫn tuyên truyền trực quan bằng hình thức khác, kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện không đúng chủ trương chung của thành phố, tham mưu lắp đặt các điểm treo băng rôn, vướn thả, các bảng tin phục vụ quảng cáo giao vặt tại vị trí phù hợp trên địa bàn. Việc quy định không treo băng rôn vượt đường nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và thích ứng với các công nghệ phương tiện tuyên truyền mới.